Năm 2021 đã trôi qua gần được 2/3 và những mẫu da dành cho năm nay cũng được các nhà sản xuất cho trình làng đầy đủ. Đây quả là một năm chẳng hề suôn sẻ với tất cả mọi người khi mà dịch bệnh vẫn đang hoành hành. Thanh Hồng Fossil cũng rất mong các bạn sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng tránh bệnh để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như gia đình. Quay trở lại với thế giới giày bóng đá, dù không phải một năm tươi sáng nhưng các nhà sản xuất vẫn kịp tung ra các mẫu giày đáng chú ý. Ở Việt Nam, một số bạn vẫn có thể cùng nhau ra sân nếu như đang ở trong những vùng ít bị ảnh hưởng và vẫn đảm bảo được điều kiện nhất định. Vậy hôm nay, hãy cùng với Thanh Hùng Fossil điểm lại các mẫu giày đáng chú ý và được đánh giá cao nhất trên mặt sân cỏ nhân tạo trong năm vừa qua. Adidas X Speedflow 1 TF. Nếu như bạn là một người quan tâm đến dòng giày tốc độ, thì hẳn từ năm ngoái đã không còn xa lạ gì với một đại diện nổi bật của nhà Adidas, đó là dòng X Ghost và X Speedflow. Là sự tiếp nối kèm những nâng cấp của thế hệ giày tốc độ mới năm nay. X Speedflow 1 là đôi giày cao cấp nhất mà bạn có thể mua được ở dòng giày tốc độ dành cho sân cỏ nhân tạo của nhà Adidas. Nó kế thừa hầu hết những ưu điểm trước đó của dòng X Ghost như form giày thon gọn, ôm chân mức độ vừa phải, upper siêu mỏng tạo cảm giác thật chân khi tiếp xúc bóng, thiết kế về comfit giúp đẩy không khí ra ngoài khi bạn xỏ chân vào giày, khiến bạn cảm thấy giống như bàn chân của mình bị hút vào bên trong đôi giày. Bộ đế Line Strike cũng giống hệt với thế hệ X-Gold TF trước đây, với bộ đệm tạo độ êm ái mỗi khi chạy. Nếu nói về những sự nâng cấp của X-Speedflow so với người tiền nhiệm thì phải kể đến phần upper đã được cải thiện đáng kể về mặt chất liệu. Vẫn là một upper nhựa tổng hợp mỏng nhẹ, nhưng lần này Adidas sử dụng đan xen với các sợi mesh gần như là sợi vải để upper được mềm mại và có độ co giãn tốt hơn so với upper nhựa tổng hợp thuần túy như thế hệ trước. Và để chống đỡ cho phần upper mềm mại này, bên trong đôi giày có thêm một kết cấu được đặt tên là Engineer Agility Frame, với những đường gân chạy khắp thân giày đóng vai trò như một bộ xương chống đỡ cho toàn bộ cấu trúc đôi giày. Một chiếc upper cực mỏng, thậm chí là xuyên thấu, nhưng thật ra được tạo thành từ 3 lớp vật liệu khác nhau, đủ thấy trình độ gia công và công nghệ đỉnh cao mà Adidas đặt vào đứa con cưng của mình là rất cao. Lưới gà được làm từ chất liệu Brahmanit, loại sợi dệt cao cấp nhất của Adidas với độ co giãn cao, và khác với X-Go, lưới ga của X-Speedflow 1 TF không có bất kỳ lớp phủ nào, nhờ vậy mà nó có thể giãn ra khá nhiều, giúp bạn mang giày vào chân dễ dàng hơn. Phần gót giày cũng được lót đệm kỹ càng, giúp cho bạn cảm thấy yên tâm và thoải mái thi đấu trong suốt một khoảng thời gian dài. Chính những công nghệ nêu trên đã có phần tạo nên cảm giác chân thật, mỏng nhẹ khi mang Adidas X Speedflow 1 TF. Nhưng khác với Mercurial của Nike, X Speedflow tạo cảm giác mềm mại hơn, và đây sẽ là ưu điểm đối với những bạn yêu thích form giày ôm sát bàn chân nhưng lại không thích sự cứng nhắc của Mercurial. Adidas Predator Freak Plus TF. Thông thường, một đôi giày ở cấp độ cao nhất của mặt sân TF chỉ tương đương với cấp độ thứ hai của mặt sân FG. Đó là điều thường thấy ở các nhà sản xuất, bởi dù sao thị trường chính của họ cũng là mặt sân cỏ tự nhiên. Tuy nhiên, không giống với những thương hiệu khác, Adidas thường cho thấy sự quan tâm đặc biệt đến thị trường giày cỏ nhân tạo. Bằng chứng là gã khổng lồ nước Đức đã cho ra đời rất nhiều các dòng sản phẩm cao cấp nhất của họ để mặt sân này, nhất là những đôi giày không dây. Và phiên bản Adidas Predator Freak Plus cũng mang đầy đủ những công nghệ cao cấp nhất, tương đương với phiên bản dành cho sân cỏ thật, cũng là phiên bản được các cầu thủ hàng đầu thế giới sử dụng. Với phiên bản Predator Freak Plus mới nhất, phần upper được sử dụng sợi dệt prime knit kết hợp với lớp phủ polyurethane trên toàn bộ upper đôi giày. Theo đánh giá của mình, upper prime knit trên đôi Predator Freak Plus lần này là sự nâng cấp xứng đáng so với thế hệ trước đó của nó là Predator Mutator 20 Plus, vốn vì một lý do nào đó mà không được sử dụng sợi dệt prime knit, và điều đó khiến khá nhiều người phàn nàn về đôi Predator 20 bởi một sản phẩm đứng đầu phân khúc mà lại không được sử dụng chất liệu cao cấp nhất. Phía trên upper của Predator Freak Plus vẫn là những gai nhọn, vốn dĩ đã rất quen thuộc và dần trở thành điểm nhận diện kinh điển cho dòng Predator hiện tại của Adidas. Ở thế hệ giày Predator Freak Plus lần này, các gai nhọn cũng được cải tiến về hình dáng và chất liệu. Hình dáng gai lần này thanh mảnh hơn, phần mũi cũng nhọn hơn so với thế hệ trước đó, đồng thời chất liệu tạo nên những gai này cũng dẻo hơn. Việc này giúp giảm bớt áp lực phản hồi từ các gai xuống phần upper truyền qua bàn chân, vậy nên người mang cũng sẽ có cảm giác chạm bóng mềm mại và dễ điều chỉnh hơn. Tuy nhiên, phải nói là các gai cao su này vẫn làm cực kỳ tốt chức năng chính của nó là tăng độ bám dính khi tiếp xúc với bóng.
giúp cho việc đỡ bóng được dễ dàng hơn, đồng thời cũng tăng thêm độ xoáy chở bóng với những cú sút hay những đường chuyền. Phần lưới ga không dày và gót dày cũng được điều chỉnh so với thế hệ trước đó. Lưới ga lần này được thiết kế tách rời khỏi phần cổ dày chứ không dính liền như trước, và được làm từ sợi Brahmnit có độ dày được tăng cường thay vì mỏng manh như thế hệ trước đó. Hai sự điều chỉnh này của phần lưới ga khiến cho thiết kế không dày của Adidas được hoàn thiện hơn. Lưới ga dày chặt, tách biệt với cổ dày và ôm vòng xuống dưới giống như một chiếc vớ cuộn lấy toàn bộ bàn chân bạn và dưới chặt nó xuống đế giày. Điều này giúp giày không còn tạo ra cảm giác lỏng lẻo mà thực sự bó sát vào bàn chân. Ngay cả khi phần gót giày giãn ra theo thời gian sử dụng, lưỡi ga cũng không bị giãn theo mà vẫn giữ nguyên được độ bó chặt cần thiết. Bộ đế của Predator Freak Plus vẫn giống với thế hệ trước cả về thiết kế lẫn chất liệu và vẫn đảm bảo được chức năng của mình là giữ cho bàn chân được êm ái. Riêng với mặt sân cỏ nhân tạo thì mình luôn cho rằng thiết kế đinh giày không có ảnh hưởng nhiều đến độ bám, và hầu hết các nhà sản xuất đều đảm bảo được độ bám dính trên mặt sân cho đôi giày của họ. Nike Phantom GT Pro React CF. Nike Phantom GT là dòng giày được cho làm theo khuôn mẫu của dòng Nike Hypervenom trước đây mà rất nhiều người mến mộ. Nếu Predator Freak Plus ở trên là đại diện cho dòng giày kiểm soát hay tăng cường lực của Adidas thì Phantom GT chính là lời đáp trả đến từ nhà Nike. Ở đôi Phantom GT Pro TF, phần upper được làm từ chất liệu đặc biệt với công nghệ GT Generative Texture, là những hạt nhỏ li ti được đặt lên upper, sau đó nó được phủ lên trên một lớp Nike Skin. Điều này giúp tạo hiệu ứng bám bóng và tăng độ xoáy tương tự như những chiếc giày cao su trên Predator Freak Plus. Tuy nhiên, thay vì thiết kế gai gốc, các hạt trên Nike Phantom GT Pro được làm theo hình chữ nhật và lớp Nike Skin phủ lên cũng khiến các hạt này ít nhô lên hơn so với các gai nhọn. Điều này khiến cảm giác tiếp xúc bóng hay sút bóng khi mang Nike Phantom GT Pro có phần mềm mại hơn so với Predator Freak Plus. Đồng thời, lớp Nike Skin bảo vệ bên trên, các hạt nhựa này cũng ít bị hư hại hơn thay vì nằm trơn trụi bên ngoài. Hệ thống lỗ xỏ giày trên Nike Phantom GT Pro được đặt lệch hẳn sang một bên, tương tự với dòng Phantom Venom hay xa hơn là T90 trước đây. Việc đặt lệch hệ thống xỏ giày giúp tăng cường mặt tiếp xúc bóng với phần mu bàn chân, giúp bạn có những cú sút thoải mái hơn khi mà không bị phần dây dày cản trở. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng hãy trải nghiệm và đưa ra cảm nhận cho riêng mình xem hệ thống xỏ giày lệch này liệu có hiệu quả hay không nhé. Lưỡi ga của Nike Phantom GT Pro được thiết kế giống với Hypervenom X Final trước đây, với một lớp chất liệu sợi dệt không rõ có phải là Flyknit hay không, nhưng được dệt thành dạng lưới có các mắt lớn, sau đó là được phủ thêm một lớp lưới rất mỏng bên ngoài. Những mắt lưới lớn giúp lưỡi ga có độ thoáng khí tốt hơn so với nhiều thiết kế khác. Phần đế giày với bộ đệm React nổi tiếng của Nike cũng không còn xa lạ. Bộ đệm này có độ êm và đàn hồi rất tốt, có thể nói là một trong những bộ đệm tốt nhất trên những đôi giày TF ở thời điểm hiện tại. Đinh giày cũng là những hình vuông vức tương tự như những bộ đinh TF được thiết kế gần đây của Nike, và nó vẫn làm rất tốt chức năng bám dính. Nike Tempo Legend Pro 8 TF. Với dòng Nike Tempo thì có lẽ không còn quá nhiều điều để nói. Đây đã, đang và sẽ luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu với nhiều người khi nghĩ đến một đôi giày đá bóng trên sân cỏ nhân tạo. Có rất nhiều ưu điểm trên một đôi Tempo. Upper da thật tạo cảm giác sang trọng, thoải mái khi sử dụng và việc bảo quản cũng khá dễ dàng. Dù có cũ nát đi nữa thì da thật vẫn luôn tạo cảm giác đẹp khi nhìn vào. Còn khi mang trên chân, chất liệu da thật cùng với thiết kế form giày của Nike Tempo hầu như không bao giờ kén người sử dụng, và tất cả mọi người đều có thể cảm thấy thoải mái, dễ dàng xỏ chân ngay khi mới mua giày. Đối với dòng Nike Tempo Legend Pro 8 TF, phần upper được làm từ da bê cao cấp, dù không phải loại da thường hạng như da kangaroo nhưng vẫn rất mềm mại. Điểm đặc biệt của phần upper da trên đôi Tempo Legend Pro 8 lần này là Nike đã tạo cho nó một hệ thống hình kim cương trên bề mặt. Những hình kim cương này không xuất phát từ bất kỳ lớp chất liệu nào khác mà được tạo thành từ chính phần upper da thật. Vì vậy, nó không làm tăng độ dày của upper, cũng không làm mất đi cảm giác da thật mà nhiều người ưa thích. Toàn bộ phần upper được cấu tạo từ hai lớp vật liệu cơ bản là da thật bên ngoài và một lớp vải mỏng để giữ kết cấu ở bên trong, giống với mọi đôi giày da thật truyền thống. Tuy nhiên, kết cấu kim cương trên bề mặt da đã đóng vai trò giữ cho cấu trúc upper được vững chắc, tạo cảm giác ôm chân và không bị giãn quá nhiều hay lỏng lẻo theo năm tháng. Đó chính là điểm hay của Nike Tempo Legend Pro 8. Phần lưỡi ga cũng được làm từ chất liệu vải lưới.
phủ lớp bên ngoài là lớp da PU. Cả hai đều không phải là chất liệu cao cấp, nhưng nó đảm bảo được chức năng cơ bản cần thiết. Gót giày được đệm đầy đủ, êm ái bằng lớp da lộn nhân tạo, vậy nên hoàn toàn yên tâm khi mang giày trong thời gian dài. Ngoài ra, cô phải nói rằng form giày thoải mái luôn là một ưu điểm thường thấy của dòng Tempo nói chung và những đôi giày da thật nói riêng. Vậy nên các bạn đừng quá lo lắng về việc phải mang nó trong những trận đấu dài hơi. Nếu bạn cần một đôi giày có hiệu năng sử dụng tốt, bề ngoài bắt mắt khi lên sân, cảm giác thoải mái khi mang vào, có thể mua dễ dàng mà không phải đắn đo về quá trình thử giày, thì Nike Tempo Legend Pro 8 thực sự là một ứng viên sáng giá dành cho bạn. Puma Future Z 1.1 Pro Cage TT. Những năm gần đây, Puma đang dần nổi lên trên thị trường và trở thành một đối trọng xứng đáng với cặp đôi Nike và Adidas. Họ sở hữu cho mình những cầu thủ đại diện ở đẳng cấp cao, mà Neymar chính là gương mặt sáng giá hàng đầu. Về khía cạnh sản phẩm, những đôi giày của nhà báo thời gian gần đây cũng được đánh giá khá tốt cả về mặt hiệu năng lẫn thiết kế. Một trong những đại diện đáng chú ý nhất của hãng thể thao nước Đức năm nay là dòng Puma Future. Trên mặt sân cỏ nhân tạo, Puma Future Z 1.1 Pro Cage TT là cái tên ở cấp độ cao nhất của họ, nhưng cũng là cái tên dài và khó nhớ nhất. Điểm nổi bật của Puma Future là hệ thống sỏ da dày dạng lưới. Trên thế hệ Z 1.1 lần này, hệ thống này có tên gọi là Fusion Fit. Điểm đặc biệt của Fusion Fit lần này chính là những lỗ sỏ da dày nằm cách xa nhau, và ở phần giữa của đôi giày là một đoạn upper được dệt từ sợi Evolved Knit, là chất liệu sợi dệt co giãn cao đến từ Puma. Đoạn upper sợi dệt này giúp tạo độ bó cho phần giữa của đôi giày, giúp giày ôm sát vào gan bàn chân. Tính chất co giãn của Fusion Fit cũng giúp cho giày phù hợp với những người có chân bè ngang. Đồng thời, thiết kế form giày nhô lên cao ở phần mu cũng phù hợp với những người có bàn chân dày. Có thể nói, Puma Future Z 1.1 là phiên bản giày rất phù hợp cho những người có bàn chân bè và to, và đang gặp khó khi phải lựa chọn cho mình một mẫu giày phù hợp. Bộ đệm của đôi giày không được Puma công bố, nhưng theo mình, nó là chất liệu cao su EVA thông thường. Độ đàn hồi và êm ái đảm bảo tiêu chuẩn, và bộ đinh giày cũng sẽ bám sân đủ tốt để hỗ trợ cho bạn những bước di chuyển hay tăng tốc. Nếu bạn đang cần một đôi giày thoải mái, vẫn đảm bảo được hiệu năng sử dụng và mong muốn đổi gió sau một cái tên khác cạnh tranh với Nike hay Adidas đang xuất hiện nhan nhản trên sân, thì Puma Future Z 1.1 là một cái tên đáng để lưu tâm. Trên đây là top 5 mẫu giày TF đáng chú ý của năm 2021 theo nhận định của Thanh Hùng Fossil. Đừng quên rằng đây chỉ là những điểm đáng chú ý ban đầu trên từng đôi giày. Còn việc mang những đôi giày này có phù hợp với bạn hay không, thì hãy đến cửa hàng của Thanh Hùng Fossil để được trực tiếp thử nghiệm và trải nghiệm trên chân. Nếu mang không vừa lòng cũng chẳng sao cả, vì Thanh Hùng Fossil luôn chào đón và tận tình với tất cả các bạn. Đây là thời điểm khó khăn, và mình biết rằng việc mua giày cũng gặp không ít trắc trở vì đại dịch. Nếu không có điều kiện để đến thử giày, thì hãy liên hệ với fanpage của Thanh Hùng Fossil. Đừng ngại nói ra những thắc mắc của mình, chúng mình sẽ cố gắng giải đáp sớm nhất và đầy đủ nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.